Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổ lực Tam Quốc. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Công Tôn Toản cùng đồng bọn để đi chinh phục Trung Hoa. Ở tập trước thì nói chung là thực tế thì chiến dịch này chúng ta có thể kết thúc bằng cách là cho phép Lưu Bị đầu hàng, thoái vị và sáp nhập vào lãnh thổ chúng ta, và cho thanh niên đây, các bạn có thể nhìn thấy trên thế giới bây giờ chỉ còn Dục Mẫn Hương thì nó là một cái vùng nhỏ, còn tất cả đều đã trở thành chư hầu của chúng ta rồi. Đây này, chúng ta sẽ đề nghị thằng này thực sự hòa bình này. Đâu nhỉ, đây này, chúng ta có thể yêu cầu nó trở thành chư hầu được mà. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có nhu cầu lắm nên là mình không thích đâu. Đấy. Bởi vì bây giờ là các bạn có thể nhìn trên bản đồ chính trị này. Hiện tại thì các lộ chư hầu của mình nó tấn công cực kỳ mạnh xuống đất của thằng Ngô Quốc rồi. Nó bị cắt đôi lãnh thổ luôn. Bây giờ thì lãnh thổ của Ngô Quốc nó chỉ còn một cái vùng như thế này, và nó bị tấn công dọc tuyến như thế này thì nó cũng không thể sống lâu được. Đấy. Các cái lộ chư hầu của mình nó tấn công rất là mạnh như thế này thì nó không sống được. Còn nhà Thục Hán thì cũng vậy, cũng đang bị tấn công từ tất cả các mặt. Và chúng ta thì vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ là mình có muốn thắng hay nhanh hay không thôi. Ở tập trước thì hình như mình xem lại đó, nếu không nhầm thì mình nhớ không nhầm là mình thành lập một quân đoàn đâu đó ở dưới này mà nhỉ. Đây, cho quân đoàn này xuống xử lý thằng này đúng không? Công Tôn Đào, Tư Mã Khoáng, Bùi Tuấn. Tư Mã Khoáng này con của Tư Mã Ý à? Còn đây là Công Thành Công Triệu Bát, Công Tôn Ý, Tôn Hoán, Công Tôn Trinh. Chúng ta đều có các cái tướng kha khá. Nói chung qua cái chiến dịch này thì mình thấy mình không có nhiều tướng huyền thoại như cái chiến dịch của Lưu Bị. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể đánh nhau mà được. Các bạn có thể thấy là quân đội của chúng ta rất là mạnh. Chúng ta vẫn có Triệu Tử Long, vẫn có Tư Mã Ý. Tiếc rằng Triệu Tử Long không có được món đồ nào ngon hơn. Mình đang muốn kiếm một cái món đồ gì đấy ngon ngon một xíu. Nhưng mà hiện tại thì Triệu Tử Long không có món đồ gì ngon cả. Thực sự là chiến dịch này đồ rất là cùi. Có gì đây? Tám xảo quyệt, 12 vào chuyên môn. Cho phép hỏa tiễn kết hợp lửa trong khi di chuyển. Ai à? Cái này nó chỉ dành cho... Cái này thì nó tăng phạm vi di chuyển, nó là một cái trừ 12 lòng toàn phe khi nhân vật này là thừa tướng. Không được rồi, đeo cái đồ khác này. Đây này. Nhiệm vụ mở khóa chống gián điệp. Ồ, cái vật phẩm này mới là quan lại này, mới ngon này. Tăng đội hình, hình hộp rỗng này, vòng cung cho đội quân sở hữu. Nó có đến 2 đội hình. Nhưng mà Tư Mã Ý thì nên dùng bộ này, khỏi bị trừ. Cái này nó trừ kinh quá. Đây, cộng 4 thì cũng không quan trọng lắm. Bọn này nó cũng có đủ hết rồi mà nhỉ. Nếu mà cho nó đeo cái này lên thì... Ồ, cũng chả quan trọng lắm.
tăng uy quyền và tăng sĩ khí cho binh sĩ cũng được. Hiện tại bây giờ nghị lực thì cũng 104, cũng khá cao. Chuyên môn thực sự là cũng không có con ngựa nào thực sự là khá hơn cả. Triệu Vân của chúng ta cứ tạm cái này đã. Hình như mình nhớ không nhầm tập trước là thằng gì nó vây đang nó đang phục kích ở chỗ này. Kệ nó thôi, công tôn Toản đang đứng ở đây. Chúng ta vẫn có các quân đoàn đang triển khai đây. Mình nghĩ là mình cũng không sợ lắm đâu. Hình như lượt này thôi, hết việc để làm thì mình sẽ qua lượt đã, xem tiếp tình hình nó thế nào. Bây giờ thế giới còn rất ít nước, còn vài phe thôi. Trương Phi kìa. Mã Siêu. Xin làm chư hầu. Lột tiền cho chúng ta. No. Chúng ta sẽ hành hạ cho nó khốn khổ khốn nạn. Rồi. Bọn đệ của mình nó đang xâm chiếm gần hết đất bọn này. Mình muốn rằng Triệu Tử Long nó lấy được cái con bát xà mâu của Trương Phi quá. Thực sự là mình rất kết cái con thương này luôn đấy. Tình hình bây giờ là các quân đoàn phương Nam của chúng ta sẽ tiến lên đây và sẽ hỏi thăm xem quân đoàn của Trương Phi nó đang định làm gì mấy thằng đệ của mình. Quân đoàn này thì xuống đây. Nói chung thì bây giờ đám đệ của mình nó đánh như thế này thì thằng ơi chỗ này thì chắc sắp bị sắt bị cắt đứt hoàn toàn rồi. Bây giờ thì mình đang lệnh cho thằng bọn sĩ thiết kim nó đánh vào đâu nhỉ. Rồi ok. Tề công quốc. Hoan yến, xin chi. Tề công quốc đánh vào đâu. Chọn mục tiêu cho nó đấy. Đây. Thằng trọng quốc. Mình đang không làm ăn gì với nó à. Muốn bán nông sản tiếp đi chứ nhỉ. Căn bản tiền nhiều quá không biết làm gì. Vào đây. Trương Lỗ. Thôi được. Hoa bố. Bé lại vũ yang à. Rồi. Hân cao xin kiến đạo tổ xạ. Nó nhiều thương nhiều lương thực lắm, cho nó 10 lương thực để lấy chỗ đi lại ha. Tổ xạ khang khai đa phong, tại thị xie guo. Toàn này thì nó không nhiều lương thực lắm nhưng mà mình cũng nên cho nó một ít để gọi là lấy chỗ đi lại. Liên tục bổ sung lương thực cho chư hầu đó. Trương Lỗ, thằng này âm 22 thì chắc là mình sẽ phải bổ sung cho nó khá nhiều đấy. Mình sẽ phải bổ sung cho nó khá nhiều đấy. Thằng này thì chắc là chúng ta sẽ phải cho nó 30 lương thực, 26. Đòi là tí tiền á. Ôi, con lợn này giàu thế. Rồi, ok. Trương Lỗ, Hoa Bố. Hoan yến, bạn yêu. Bọn này nó nhiều, cứ cho là 10 thực. Đang giàu lại còn càng giàu hơn sĩ thiết kim. Sĩ thiết kim thì không nhiều lương thực lắm. Cho nó nguyên lương thực, không đòi nó cái gì cả. Bọn đệ này của mình thân ngay mà.
Tất cả đám lộ chư hầu của mình bây giờ thì nó rất là thân thiết với mình rồi. Và nói là như vậy. Vấn đề mình rất muốn đánh... cái áo giáp này trừ chuyên môn kinh thế. Bình định thiên hạ. Xuyên sụ chú chí. Nạ chí vũ chí. Sáu sĩ chú chí. Thành quân phía trên này chưa tiến được vào đất của... Ôi, đi cái đường rừng này chậm thế cả. Công Tôn Tọa cùng đồng bọn mở khóa sự bắt buộc xung kích kháng mệt cho cánh quân sở hữu. Rất tuyệt khi nào cái binh và hồi nó sẽ tăng nghị lực lên một chút xíu. Mình đang cần cái đó. Sát thương xuyên giáp. Kỵ binh mà nó khá được mệt thì nó rất là tốt rồi. Chiến dịch này có vẻ như là rất là an nhàn đúng không? Tại sao mình không thành lập thêm một quân đoàn nữa ở đây nhỉ? Gia đình mình có điều kiện mà. Các cái vùng thành trì rất là tốt, vãi thật. Cái chiến dịch này cái gì nó cũng thuận lợi thì sao? Xây trường học đi, cho nó tăng kinh nghiệm toàn phe lên. Giờ này chúng ta cũng không cần nhiều các cái công trình khác nữa. Rất là ổn. Thành trì rất ổn, thế mới lạ. Kinh tế thì vượt bậc. Có thể nói là một nền kinh tế tuyệt vời. Mọi thứ đều rất ổn. Mọi cái đều thuận lợi. Chiến dịch này thực sự là một cái rất là... Đá chỉ tinh thần lại. Cho quân đoàn ra đây phòng thủ bờ sông, ra lăng cho anh. Rồi ok. Để xem là thằng Trương Phi này nó định. Đây, mình rất cần cái cây bát xà mâu này của nó. Nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nó còn có cái gì đây? 12 uy tín toàn phe. Hoàng đế Ngọc Tỷ á? Sao nó lại lấy được cái này của... Thục Hán thì quân của Thục Hán bây giờ bị đám đệ của mình nó bâu kín mít này cả.
Các cái lộ chư hầu mình nó quá đông, bọn chúng nó sẽ không thể làm gì được hơn đâu. Phê đã liên minh Trọng Quốc và Hoa Bố. Trọng Quốc đã được liên hợp với Hoa Bố, làm sâu sắc quan hệ với thằng Hoa Bố này. À, nó sáp nhập rồi. Thằng Hoa Bố nó sáp nhập với thằng bây giờ nó vẫn thông báo chứ, mà thằng này nó đã thâu tóm hết cả thằng Hoa Bố rồi. Mà thằng kia thì nó cũng đang là đệ của mình, bây giờ làm gì còn nữa. Trời ơi. Tề Công Quốc, bây giờ chúng ta chỉ còn những cái lực lượng rất là nhỏ. Mình rất muốn là đánh nhau với Trương Phi một trận để xem bản lĩnh của Trương Phi đến đâu. Tề Công Quốc à? Chúng ta sẽ đề nghị Tề Công Quốc à? À, Trương Lỗ. Hân cao xinh yu ni jian mian. Đây. Được rồi. Con lợn mã siêu lại vừa chạy đâu đó lên trên này. Thằng này là thằng nào đây? Thục Hán Viên Nguyên. Thôi lùi lại đây tí đi, đứng gần nhau tí. Không thằng Trương Phi nó phơ cho lại chết đấy. Bắt sống Trương Phi. Bây giờ thành lập của quân đoàn mới ở đây. Trả bù cho chiến dịch kia, chiến dịch này chả có mấy còn hết tướng huyền thoại luôn để tuyển thôi. Mình tuyển hết các tướng huyền thoại luôn, sợ thật. Mình không có để mà bổ sung thêm. Tiền thì nhiều vãi lúa, dùng không hết. Thôi, qua lượt đã. Phải đánh nhau với Trương Phi mới được. Ây da. Bọn này nó định khô máu với nhau ở chỗ này à? Tướng gì đây? Chết rồi. Một tướng nữa của mình dẹo rồi. Kiếm đâu ra bây giờ?
Nhân tài như lá mùa thu. Quan Tĩnh bị giết á? Chuộc lại ngay. Vớ vẩn thế. 76 tuổi. Ôi, Điền Giai là một trong những tướng đầu tiên của mình và có thể nói là tướng đầu tiên theo cùng với Công Tôn Toản từ đầu đấy. Cuối cùng thì cũng đã hy sinh rồi. Bao giờ đến lượt Công Tôn Toản rồi? Anh quát thanh niên này nó hợp. Uy quyền. Tăng uy quyền lên. Được rồi. Tướng này thì phải tăng uy quyền rồi. À, nó có cái này tăng sĩ khí cũng được rồi. Sát thương sinh giáp, tỷ lệ tấn công cận chiến. Tướng cấp 4 cũng được. Còn Công Tôn Toản nữa, đến bao giờ hy sinh đây? Trương Phi bỏ chạy rồi à? Hại mình lại phải chiếm cái vùng này à? Mình đâu có thích chiếm nhiều đất đâu. Đại ý tại ta, vô nhân năng địch. Hay là có chút dụng chủ. Chúng ta thiếu mất một chức quan đây. Cho cái thành đại quận này. Công Tôn Cổn. Nói chung là cái lực lượng con ông cháu cha của chúng ta bây giờ là hơi bị đông đảo đấy. Đấy, con ông cháu cha là rất là tốt. Gần này tướng là đủ. Mình cũng cha muốn cho nó lấy vợ lấy chồng thêm làm gì cho nó chật nhà ra thêm. Muốn truy sát bằng cùng với cái thằng Trương Phi mà không thấy nó đâu. Bình Xi trận loạn. Du hào ba. Kiên trì bất xi. Tôi tuyệt bất động nhào. Trị lý loạn sự xu dùng thiết vạn. Trị như lưu thủy. 49. 34, 60 tuổi, ôi Triệu Vân ơi. Y thống thiên hạ. Theo con đường mòn này tiến vào đây à, đánh Vu Lăng. Lý mã chú chi. Bù yào phân xin. Vẫn muốn đánh nhau với Trương Phi một trận trước khi Triệu Tử Long hy sinh mà bọn nó không chịu cho mình cơ hội đó. Triệu Tử Long cũng già lắm rồi. Thế giới càng ngày càng nhỏ hẹp rồi. Công Tôn Đào. Công Tôn Đào đánh vào đây nữa thì bọn này hết đất. Sĩ Thiết Kim nó tiến đến tận đây rồi. Phía Bắc thì bọn này nó đánh đồng loạt này. Mình chỉ cần đánh một trận với Trương Phi nữa thôi. Cũng chả cần gì nhiều hơn nữa cả. Không. Chỗ này Su Nan thông minh.
这样行不通。 Đánh cắp vật phẩm. Đây rồi. Em này chưa có khả năng gì. Cho chúng nó rối loạn quân đội lên nào. Cho các tướng của nó bắt đầu làm đảo chính. Quân đội khá mạnh. Có ăn được với mình nghĩ là ăn được. Quân đoàn này hơi cùi tí. Công tôn Cổn, công tôn Tục, hai anh em à? Ôi dồi ôi, bên này thì bọn đệ của mình nó đã tiến đến đây rồi. Nhanh vãi luôn. Kinh quá, bọn đệ mình nó tiến nhanh quá. Vạn công dự sở, thì bình xí nhìn sân. Nhà Thục Hán rút quân, rút quân, không còn cách nào khác đành rút quân. Mã Siêu à? Mã Siêu đang về à? Quánh từng thằng được. Mã Siêu chắc phải dùng đến Triệu Tuyển Long mới ra mới ăn được. Chứ mấy thằng tướng kia chắc không đấu được rồi. Mình không có những cái tướng chuyên để đua mạnh. Khổng ngữ. Yên Quốc lấy được một con thú cưỡi mới. Tăng trị an, tha hồ. Công tôn Toản không biết có cơ liệu có trở thành vua của Tam Quốc được không đây, của cả Trung Hoa được không đây. Sân sư sú lư, trang tại hình chinh. Đây rồi, thằng Trương Phi đi rồi. Nã chi vũ khí. Làm một trận đấy. Quân đông lắm. Đông trận này chúng ta cũng phải oánh. Bắt thằng Trương Phi ra. Thất bại ngang sức à. Chúng ta có 2.800 quân trong khi Trương Phi có đến tận 6.900 quân. Trận này khả năng không bắt được thằng Trương Phi rồi, nhưng mà chúng ta sẽ có thể
cướp được cái món vũ khí của nó. Tôi cảm thấy những người mới này không phải là dân gian chuyên gián duyên dáng. Chú ơi, jin ri jin li er wei, ming ri de shu guang zai deng zhe wo men. Cái tướng này mới chắc cũng không biết có ăn thua gì không. Ủa, từ bén giờ mình chưa thấy có cái thành nào mà nó lại quái thai bỏ lọ này ấy. Ôi, đường vào chỉ có một cái lối hẹp như thế này á. Ấy là được đấy, được đấy, Trước Phi. Mày quánh vào là hơi vất nhỉ? Chả khó gì, vẫn là vấn đề. Không có gì khi chúng ta có cả pha lăng này rồi, pha lăng này rồi. Tiến dần lên thôi. Có cái gì mà phải xoắn. What the hell? Tư Ba Ý vẫn chưa có đạn lửa. Ôi, trận này hơi bị mệt đấy nhá. Chúng ta không triển khai quân được ở vùng quang đãng. Con lợn Trương Phi đâu? Ra đây. Không muốn song đấu ngoài phạm vi. Bắn sập mấy cái tháp canh của nó xuống trước đã. Ngon rồi. Vã bọn cung thủ đó. Testudo tiến lên. Sang ba, đi chính khở zuo de geng hao. Ru ye jiu zhe dian neng nai, he bu zai nu li ba. Chuẩn bị hao le. Hao qi lai. Chuẩn bị jiu xu. Su su qian jin. Jia kuai su du. Úi dồi ôi, bọn cung thủ nó thấm đòn. Mày cầm đèn lồng để làm gì? Ừ,
cầm đèn lồng để làm gì? À, trời tối mà nhờ. Đúng rồi, trời tối nó phải cầm đèn lồng. Chơi đi. Một phát. Chịu cửa long đâu. Con này đồ ngon phết đấy. Nhưng mà ăn nhau với triệu tử long sao được. Chuẩn bị hảo lắm. Tốt hảo chuẩn bị. Gắn khuẩn. Giá sụ chiến chinh. Một thằng. Thằng nào sẽ là thằng tiếp theo? Thằng Trương Phi nhát chết thế nhở? Ra đây xem nào. Con lợn Trương Phi kia ra đây xem nào. Cũng một tên mã ý mà phải sợ bọn này á. Bắn bọn này tan rã luôn đây. Đám cung của nó đi đường này hết à? Kỵ binh đâu rồi? Chuẩn bị. Đám kỵ binh này phải cho ra đây á. Khả năng là sẽ phải cần kỵ binh ở cánh này. Chưa thấy có một cái làng nào mà nó lại quái thai như thế này. Đám cung thủ mình rồi, ra đây. Rồi, chết hết đám cung rồi. Không thằng nào dám song đấu à? Trương Phi mà nhát chết thế à? Trương Phi mà có vẻ hơi nhát chết nhỉ? Bắn nát bọn công tên của nó trước đã. Mình không đùa được. Tình hình trận này không đùa được. Lính cung tên của lính nỏ chúng ta có cái tầm bắn 250, nó cũng có là một cái lợi thế. Nhiều anh em bảo mình tuyển sang lính cung, nhưng lính cung thì tầm bắn lại ngắn hơn lính nỏ. Và như thế này thì lính nỏ nó có thể bắn. Rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ loại bỏ từ từ từng đội cung của nó một. Nó rất nhiều đông quân mà. Có cả quân đồn trú, cả quân của Trương Phi nữa.
quân nó đông gấp 3 lần quân mình cơ mà. Họ đang cầm đuốc xông ra. Ha, địch quân sĩ binh đang tại quy tẩu. Bắn tên là bắn bọn này cho anh, nó đang ra đóng vỉa đám rồi, mấy thằng bỏ chạy cứ diệt à. Nó bắn tên vào đám lính kiếm nhỉ, của mình nó phòng thủ Testudo thì mình không sợ lắm. Thật sự là mình không sợ lắm. Tỉnh trụ. Bảo chí lại. Địa quân sư sàn ở thấu. Đạo địa sư vũ đán sủ bê. Đám lính nỏ của Tư Mã Ý nó không phải dạng vừa đâu. Đây rồi, chiến trường sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị hảo lắm. Rồi. Không thằng nào dám xông ra. Bộ binh của chúng ta vẫn chưa chết một thằng nào đâu, nên là chưa phải sợ. Cố gắng tiêu diệt đám. Nó còn mấy đội cung ở phía bên này, nhưng mà phía bên đấy thì chắc mình cũng không sợ lắm. Đỏ này chúng ta cũng còn khá nhiều đạn. Bắn tiếp đội cung này cho anh. Mình cần có một cái sự chắc chắn về mặt lực lượng ở đây. Mình sẽ cho đội kỵ binh đứng ở đấy để bắt đội cung của nó, đội quân của nó không thể triển khai hết quân ra đây được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên thêm một chút nữa. Đáng quay. Hào chí lại. Vũ khí dũng khí. Hộ quốc thảo giấy. Zuo hào chuẩn bị. Bọn này boost sĩ khí liên tục anh em ạ. Bọn này nó boost sĩ khí này. Cái này boost hồi kỹ năng này. Mình nghĩ đầu tiên là phải hạ thằng Trương Phi đã. Đến lúc đánh nhau rồi. Cứ bắn mấy thằng cung cho anh. Cổng này gọi là cổng máu rồi. Chúng ta toàn skin boost tự động, không có skin tay mấy. Được. Rồi, chơi thằng Trương Phi cho anh. Chú ý. Quân một chi bộ đội đã toàn quân phục vụ. Chuẩn bị khai trận. Kỳ nhỉ, Trương Phi khỏe thế. Ai già, con lợn Trương Phi này. Triệu Tử Long chưa có đồ mạnh để có thể chơi được nó. Cứ chơi thằng Trương Phi thôi. Ồ, nó chơi lính mình thấm quá. Tư Mã Ý. Kinh quá nhỉ, chơi Tư Mã Ý thì thương nặng thế. Chuẩn bị chịu suy. Có Triệu Tử Long là vẫn còn sung sức. Thằng Trương Phi chạy rồi. Tư Mã Ý đã bỏ chạy à? Đùa chứ, đừng chạy chứ. Giải quyết nốt thằng tướng còn lại. Lùa thằng Trương Phi ra. Giấy trọng quay bộ thành quân, bộ năng xiang. Biện đáng xử. Chuyện bắt đầu từ bọn cung nỏ này. Bắn cho anh.
Ai dào, ngay cả Triệu Tiểu Long cũng bị thương rất nặng. Bộ binh của chúng ta rồi. Vào. Nó hết tiếu dần đâu. Chuẩn bị就绪. Kinh quá nhỉ. Ngay cả Triệu Tiểu Long cũng bị thương rất nặng. Ồ, bọn này bị tháp canh bắn à? Mày đánh ẩu quá, không để ý chúng nó bị tháp canh bắn. Đứng đây. Xông vào đây. Sao phải xoắn? Nó mất tướng rồi, bọn này hết tinh thần rồi. Chuyện này cũng khó đấy chứ đùa đâu. Cái là lính cung của nó thì không còn. Xông thẳng ở đây, diệt luôn mấy thằng cung coi. Cho thanh niên này lùi lại phát. Triệu Vân nữa, lùi lại. Kinh quang. Trận này tướng mình búp. Bắn. Bộ binh mình chắc là ăn được. Trận này mình nghĩ là bộ binh của mình ăn được. Chuẩn bị báo chiến. Nó vẫn búp sĩ khí cho quân mà. Đông quân gớm nhỉ. Đông quân gớm. Đứng trụ. Kiện sĩ thiên mệnh. Kiện sĩ thiên mệnh. Kiện binh cứu vệ. Vì là đại nghĩa. Chuẩn bị hảo lạ. Sao ya? Kiện sĩ chuẩn bị. Ôi dồi ôi. Mấy nhau bịt mù này mà chết thế đâu rồi. Lại bọn cung nỏ đâu bắn đấy. Khỉ thật. Bộ máu đây.
cho tất cả lên khô máu luôn. Không ăn được mấy cái thằng của nợ này à? Tiến công. Tốt hảo chuẩn bị. Sử sư y kiện, bá kiện sa đi. Bắn miếng nhỏ mình bắn chưa thấm mấy nhỉ? Bắn hết rồi. Kể ra mình cứ cho nó bình tĩnh, đừng có xông vào vội, cứ để nó lập được đội hình nó tiến vào thì hay hơn đúng không? Chỉ thính mệnh, thắng kiện chuẩn bị, biên đội. Mấy con ngựa tèo hết rồi. Mày ra ngoài đi. Hoàn thành bất chi. Mấy thằng xe bắn đá thì nó chạy ra ngoài. Mấy thằng nỏ mình vẫn bắn được đúng không? Rồi. Nó hết lính đánh xa rồi. Kinh nhỉ, bộ binh của mình vẫn lì phết đấy. Nó hết tính nỏ rồi đó, ở đây còn thằng này vẫn đang đấu nỏ. Ồ, xoắn, ai à, bộ binh đời 2 của mình mà mạnh thế nhỉ. Đánh mất chất này. Rồi. Sử dụng một chiếc, làm tốt chuẩn bị. Búp sĩ khí, búp tinh thần cho chuẩn bị cứu xu. Wow, trận này đánh lì đến hết à, đến chết à? Nó còn nhiều quân kia mà nó đang kéo dần ra đây. Kiện binh cứu vây. Chuẩn bị bá kiện. Công nữ chuẩn bị cứu xu. Tốt hảo chuẩn bị. Phá sơ. Chú ý. Bắn cái bọn cầm kích này này, nó không có khả năng chống tên luôn. Rồi, cứ đứng ngoài này đi, chưa cần đến lúc chúng mày phải vào đấy. Cái lính đời 2 này mà khổ báo thế nhở. Quánh lì phết đi chứ đùa đâu. Chuẩn bị. Kinh nhờ. Được đấy. Đâu có phải cứ thể là tướng là quân mạnh đâu nhở. Thấy nó có vẻ chất vãi lúa rồi này. Rồi, chúng nó đang dã đám hết rồi. Ôi ôi ôi, hai tướng. Lùi lại đây. Chết thì bỏ mạng. Trận đánh này đẫm máu quá. Cho bộ binh nó lên là được rồi. Bộ binh của chúng ta đủ ăn bọn này luôn. Kinh nhỉ. Hết đạn.
đúng rồi, bọn này bắn hết đạn rồi. Một cái là bộ binh của chúng ta vẫn là chất, không đánh được. Phải nói là vẫn rất chất, không sợ. Chuẩn bị bá kiếm. Thiên giả bất lưu. Chuẩn bị khai trận. Sa! Sa quang địch quân. Rồi, tướng mình đứng đây diệt nốt cái đám bỏ chạy. Rồi. Kinh nhỉ, bọn bộ binh này lì. Từ từ em ơi, đứng lại đây đi, đừng vào sâu thế, rút ra ngoài ngay, chết bây giờ. Đừng hổ lao. Bộ binh của mình cũng phải xông lên đó. Wow, bộ binh của mình chất vãi luôn. Ây da, ôi dồi ôi, xác chết chỗ này, cứ phải gọi là tuyệt. Kinh nhỉ, linh kiếm của Triệu Vân mạnh thế. Đến đây 2 mà đánh hổ báo ghê. Còn vài đơn vị quân nữa kìa, xông ra lốt đây xem nào. Bảo vệ điểm chiến thắng á. Điểm chiến thắng ở đây ở đâu? Bộ quân sĩ binh đang tại tứ tán ẩn thoát. Vãi thật, thành như này thì biết được đâu là điểm chiến thắng hả rồi. Vào đây á, để búp sĩ khí cho binh sĩ. Triệu Vân lùi lại. Đừng hổ lao thế. Sở thí mệnh. Tình hình tư sát. Trận này là một trong những trận đánh có thể nói là đẫm máu nhất đấy nhỉ. Ok, thằng Triệu Vân này. Chuẩn bị giao sự. Quay, quay, quay. Lùi ra đi Triệu Vân ơi. Chú ý. Tại. Thời cơ đã đến. Xuống ngựa thì máu thấp lắm. Nó bị trừ mất một ít máu nữa rồi. Gia tốc tiến công. Được.
ngắm lại mấy thằng dân binh này, nếu mà Triệu Vân nó xuống ngựa thì chắc nó cũng không sợ đâu. Úi dồi ôi. Đúng rồi, Triệu Vân nó xuống ngựa rồi, nó không sợ thật. Lẽ Triệu Vân nó cao này, mấy thằng này đập làm sao được. Lùi lại đây, tướng này chắc không ăn được. Đấy, hơi thấp. Tướng này cứ để búp sĩ khí cho quân thôi. Oh, càng ngày chúng ta đến càng đông. Kinh, Triệu Vân đánh khô máu bọn này luôn. Mày. Ủa. À, địch quân sĩ binh đang tại quy tảo. Chạy rồi, tiếp một thằng nữa chạy rồi. Tiến công. Vãn tường bất trú. Nguy hiểm quá. Kiện binh chuẩn bị. Xông lên, xông lên, xông lên, xông lên. Chuẩn bị tiếp sự. Thủ thủ tại此. Kiện giáp bất lưu. Kiện đứng trụ. Triệu Vân một mình cần tìm à? Một mình ở đây à? Ồ. Ôi ôi. Thang kiếm tại sở. Kiện binh giữ vị. Được đấy. Chu mê địch quân. Triệu Vân. Ý chính nô phụ. Ôi giời ơi. Triệu Vân ai ảo. Hỏa rồi, bọn chúng nó hỏa rồi. Dừng chú. Không yêu lưu tình. Chuẩn bị hảo lắm. Không yêu lưu tình. Ui. Sử dị trị. Triệu Vân đánh quả khô máu. Thực ra mình có thể chọn cái giải pháp là vây để bắt nó phải công ra cũng được. Nhưng mà mình thích đánh vào thành một tí xem nó thế nào. Ôi, Triệu Vân ơi. Chúng nó bỏ chạy hết rồi. Ui ôi, Triệu Vân. Ai bảo là lã bố mới làm đỉnh cao nào. Kinh, Triệu Vân còn tí máu mà oánh kinh thế. Có cái mấy thằng bộ binh này của mình bị ngáo đá à? Xông lên à? Một mình Triệu Vân vẫn đứng đây. Kinh, đính nỏ mình bây giờ cũng phải vác kiếm để đánh rồi. Ai rồi ôi Triệu Vân.
Ây dồi, Triệu Vân này mà được ở cái chiến dịch kia có cầm thiên phương họa kích nữa thì thôi ấy nhỉ. Triệu Vân đâu? Xông lên. Tất cả chúng nó mất tinh thần rồi, xông vào đập lốt vào này, xong chiến dịch rồi, xong trận rồi. Rồi, tuyệt vời Triệu Vân. Chiến thắng một cách hiển hách cơ à? Ồ, chiến thắng hiển hách, kinh không? Mình xem Triệu Vân là làm ăn kiểu gì, chém được bao nhiêu thằng. Sông bại vũ trang, sông sử nán trí. Jin, gó loạn suy xung, sư phong rào rào. Với chàng trở, kể lì yu sư. Sư phong chú hầu, trị lưu bù dù, yêu vũ chàng yuan. Jin yi yên miê, nhẹn vây chân ai. Đàn rô sô, phong hoàng yu hô, yê sư vây kể trí yê. Thôi, thắng ở trận này thì có lẽ mình sẽ hợp nhất với Lưu Bị thôi. Dù sao thì chiến dịch có lẽ đến đây cũng là ổn rồi. Và mình cũng muốn một trận đánh với Trương Phi và cũng đã được tọa nguyện. Trận mi mấu hoa, phong khở chủ sơ. Đồ. Vô đẳng, phê mán ý. Lưu sư sán sư, chí trị khở xiên. 无有要事与谋士商议。quên chưa học vào cái này, bắn đạn lửa cho pháo. 9-10, ồ. Sao tự dưng nó học vào đây một điểm là thế nào nhỉ? Vãi thật, thằng Tư Mã Ý này học nó sẽ mắc vào cả. Đâu rồi? Dừng lại các mục tiêu và quyền lực của đế quốc của bạn để đổi lấy ân xá cho bạn và người thân của bạn. Yêu cầu thái vị hoàng đế, yêu cầu ứng viên này nhường vị trí của họ và nhận sự ban phước của bạn. Đâu, sao nào? So với mệnh vận, chia yếu binh nhân và xiên xuê sở xỉ. Chú hầu bao thẳng loạn xin, thiên hạ bù khăn, dài sâu chí loạn. Thôi, có thấy là được rồi. Chia liền trấn trạng, chỉ vì sang chú hầu, xuyên cao trọng thủng. Anh em bảo là thôi tha cho nó chứ ai, hành hạ nó kinh quá. Thôi mình cũng tha cho nó vậy. Hành hạ Lưu Bị, anh em bảo gì nhỉ? Để cho Lưu Bị còn dép thì mình đi bán dép chứ. Ờ thì cho Lưu Bị đi bán dép. Cửu bị hợp, thiên tử chí thành thiên mệnh, thuận thiên而治. Thánh triều hậu đế quốc tọa vĩnh viễn. Rồi, chúng ta đã chiến thắng chiến dịch rồi. Bây giờ mình sẽ xem nào. Hoàng đế không còn thuộc Hán. Hoàn thành mục tiêu. Nhiệm vụ thành công. Ôi, nó có tiền giờ này để làm cái gì? Thống nhất Trung Hoa. Nhiệm vụ thành công. Đã Yên Quốc thuộc Hán. Gián điệp trở về, gián điệp trở về, gián điệp trở về. Ờ, thống nhất rồi thì làm gì còn gián điệp nữa. Ôi, mình lấy hết quân của nó bây giờ thành ra
quân của mình. What the hell? 稳住阵型. Tự dưng mình có một đống tướng lính rồi. Đâu rồi, thằng Trương Phi bị đánh tơi bời khói lửa đâu rồi? Phồn manh. Tào Hưu. Mã Siêu. Mã Siêu nó có cái kích này giống Triệu Tuyệt Long. Đích Lô. Ồ, địch chiến sĩ, thằng này có đồ ngon. Có Testudo này. Áo giáp của nó cũng ngon vãi lúa luôn này. Có cả Đẩm Tú Bình, Lưu Bị này, Trương Phi này. Cộng 10 xảo quyệt. Đây là những tướng mà chúng ta vừa mới có. Còn bình thường mình đâu có đâu. Đẩm Siêu. Nó có cái thương gì rất là ngon đấy. Hạ Hầu Thượng. Thôi thế là được rồi. Chúng ta còn một cái việc nữa. Ngô Quốc. Yêu hoa khoai số. Trên khởi mấy thời gian gần chuẩn hộ phê hoa. Chiến thắng. Chiến thắng chiến dịch lớn nhất. Ái già. Chúng ta tiếp tục hoàn thành một cái nhiệm vụ nữa rồi. Bây giờ kẻ thù của chúng ta chỉ còn mỗi Dục Mẫn Hương. Dục Mẫn Hương. Có gì đâu, chúng ta chỉ việc là đập cho nó phát là xong gì đâu mà. Dục Mẫn Hương đây hả? Trung thành cũng không thấp lắm. Tưởng gì tiền là đại gia rồi. Dục Mẫn Hương à? Quyết định cho anh ấy đi bán dép. Mã Siêu. Trung thành. Ơ nó cao mà. Thằng này thấp à? Vương Phủ. Mày nào. Mã Siêu. Mình xem là có món nữa nó không. Xem có con ngựa nào không. Mã Siêu mạnh phết đấy, đùa đâu. Còn Mã Siêu này skill nó mạnh về cái gì nhỉ? Bước thu động. Thưởng xung kích cận chiến. Khối lượng. Tốc độ nạt. Thiệt hại nặng. Nói chung nó là một cái đại tướng quét quân thôi, chả gì cả. Chúng ta đã thống nhất toàn bộ Trung Hoa rồi. Còn mỗi một cái vùng nhỏ nhỏ này. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch tiếp theo của mình. Và thế giới đã không còn kẻ thù nữa rồi, tất cả đều là đồng minh của chúng ta rồi. Ok. Thằng Ngô Quốc này xem này. Thôi chả phải đánh nhau nữa. Cái Dục Mẫn Hương nó chỉ còn mỗi cái thành đây thôi thì đánh kiếm gì. Mà sao mình không đàm phán được với nó nhỉ? Chúng ta còn gì để nói?
Vãi nhỉ, mình nhiều lương thực thế. Nó còn quân đâu, thôi được rồi. Mình hoàn thành chiến dịch dài luôn đấy, không phải chỉ là chiến dịch lớn đâu nhá. Đấy. Rồi,